Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm một cái món cái cuốn và rất được các bạn yêu thích đó. Hôm nay mình sẽ làm cái thạch qua đậu biếc và cái sữa nha, cái sữa sữa trân châu hoa đậu biếc. Thì để làm cái món thạch hoa đậu biếc ngày hôm nay thì mình sử dụng ở đây cái hoa đậu biếc nè. Hoa đậu biếc này là nó có màu tím rất là đẹp, có một loại cây nó giống hoa đậu biếc nữa nha các bạn, đó là cây rừng. Còn cái hoa đậu biếc này nó dễ phân biệt lắm, cái hoa đậu biếc này nó khác với cái loại một loại cây của đậu, kêu đậu ma. Đậu ma là cái cung cúng hoa màu tím nữa, nên khi mà các bạn dùng nên các bạn cẩn thận ha. Thì mình kiếm được cái hoa đậu biếc, cái dây hoa đậu biếc ở đây mình trồng một dây nó có rất là nhiều bông. Nếu có hôm nay trời đang mưa nên mình không có quay ra cho các bạn xem cái dây hoa đậu biếc để phân biệt cái dây hoa đậu biếc và cái dây hoa đậu ma, nó giống với nhau dữ lắm. Cái màu sắc, từ màu sắc cái bông và cái lá nó cũng hơi tựa tựa nhau, nhưng mà dây hoa đậu biếc thì mình dễ phân biệt hơn. Thì mình ở đây mình sử dụng khoảng một nắm hoa đậu biếc á, mình hái rất là nhiều nha. Ở đây hoa mình hái cái hoa này càng nhiều thì cái màu nó càng đậm và nó càng đẹp. Ngoài ra thì mình ở đây mình tiếp tục mình sử dụng cái bột năng. Bột năng ở đây mình sử dụng khoảng là 200g bột năng. Nếu các bạn thích ăn thạch nhiều và gia đình có nhiều người thì chúng ta sử dụng làm nhiều người, làm bột nhiều, còn nếu ít thì thôi. Ở đây thì mình sử dụng cái bột sữa tươi có đường nè, sữa tươi có đường để mình làm cái sữa ha, là sữa hoa đậu biếc. Và ở đây là mình dùng cái sữa chua này thì các bạn có thể sử dụng sữa chua có đường hoặc không đường cũng được nha. Thì mình sử dụng 1-2 hũ sữa chua để mình làm cái sữa hoa đậu biếc. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa hoa này và mình bắt lên mình nấu nha. Rồi ở đây thì mình sẽ bắt lên nồi nước là khoảng 300ml hoặc 400ml thì theo các bạn là chúng ta sử dụng nhiều ít. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái hoa đậu biếc vào mình nấu là từ 5-7 phút để cho mình nấu, càng lâu thì cái màu hoa đậu biếc nó càng tím và mình nó ra màu rất là đẹp nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ cho ra một cái tô để mình nhồi cái thạch ha, thạch hoa đậu biếc nè. Rồi sau khi mình nấu là mình nấu sôi, mình cho cái nước hoa này vào nha. Thì mình cho lúc còn đang nóng nha, mới vừa nhấc xuống nha, chứ mình đừng có cho nguội quá thì cái bột năng của mình nó sẽ bị nó không có ngon. Ở đây mình sẽ nhồi nóng đó. Bạn nhớ cẩn thận nha, nhồi cái bột này cho nó, rồi tiếp tục rồi mình nhồi cái bột, mình cho nước từ từ vào thôi nha các bạn. Ở đây sau khi mình dò cái thạch xong rồi nè, thì mình sẽ bắt cái nồi nước cho nó sôi thì sôi, rồi mình sẽ cho thạch vào nha. Phải nhớ phải sôi nha các bạn, sôi thì cái thạch mình nó mới khởi ra được, nếu không thì nó dính vào nhau nha.
Rồi ở đây mình luộc cái thạch này cho đến cái thạch này nó nổi lên nha. Nó nổi lên mình phải luộc khoảng 5 phút, 2-3 phút nữa. Thì nó nổi lên hoàn toàn nó mới chín nha các bạn. Nổi lên mình phải luộc thêm vài phút nữa. Bạn thấy nó nổi lên rồi nè. Rồi theo khi sôi lên ở đây nổi lên hoàn toàn, mình sẽ vớt cái thạch này ra. Vớt thạch này ra mình bỏ vào cái tô nước lạnh nè. Mình cho vào tô nước lạnh nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình vớt ra mình để khoảng chừng là vài phút mà 3-4 phút và cái thạch của mình nó nguội rồi nè. Các bạn thấy cái màu rất là đẹp nè ha. Rồi giờ mình sẽ vớt ra một cái tô hoặc là một cái hũ gì đó. Thì sau khi mình vớt ra thì mình cho ít đường cát vào nha các bạn, để cho cái thạch của mình nó không có bị dính vào nhau nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho khoảng đường cát, thì các bạn có thể cho đường trắng vào. Mình trộn lên cho cái đường này nó tan ra ha. Nó tan ra cái thạch của mình nó không dính vào nhau nữa. Rồi nè các bạn, nhìn thấy là mình đã làm xong cái thạch hoa đậu biếc, thạch trân châu hoa đậu biếc rồi nè các bạn. Rồi ở đây sau khi mình làm thạch xong rồi thì giờ mình sẽ pha cái sữa luôn. Cái sữa mình làm cái thạch cái sữa sữa thạch hoa đậu biếc ha. Thì ở đây mình sẽ có cho bịch sữa tươi vào. Này, sữa chua. Thích uống đường thì mình cho thêm một chút xíu đường vào luôn nha. Đây mình cho một muỗng đường vào. Còn nếu các bạn nào thích thì chúng ta sẽ cho một ít cái sữa tươi, sữa béo đó các bạn, cái kem béo vậy. Cho kem béo vào không đây. Kem béo này nó rất là béo và cái mùi sữa của nó rất là ngon ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho đá vào sau khi mình phải rồi nè, sau khi mình cho đá vào ở đây thì mình sẽ rót cái sữa vào nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái thạch này vào. Rồi là các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món sữa thạch
Hoa Đầu Biết ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm